mua nhà mua đất bằng hợp đồng công chứng hợp pháp đã nhận sổ đỏ. Nhưng 4 năm qua, bà Phạm Thị Trung, xã E3, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vẫn chưa được ở vì ngôi nhà bị người khác chiếm giữ. Theo ông Hường, vào ngày 1 tháng 1 năm 2016, vợ ông ký hợp đồng mua thử đất gần 500m2. Trên đất có căn nhà cấp 4 tại Buôn Trinh do bà Nguyễn Thị Tâm cùng hai con rượu ký bán. Hợp đồng chuyển nhượng được chứng thực bởi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã E3. Ngày 22 tháng 11 năm 2016, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Sông Hình xác nhận cho phép chuyển nhượng thửa đất trên. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhận được sổ đỏ từ phía bà Tâm, chưa kịp dọn vào ở, thì ngày 24 tháng 11 năm 2016, ông Trần Quốc Phụng, chồng đã ly hôn của bà Tâm và bà Huỳnh Thị Soạn, mẹ của ông Phụng, đến chiếm giữ ngôi nhà này. Theo bà Huỳnh Thị Soạn, năm 2010, bà có viết giấy tặng thử đất cho vợ chồng con trai là ông Phùng và bà Tâm, nhưng chỉ cho để ở, chứ không được bán. Vào tháng 6 năm 2015, ông Phùng và bà Tâm ly hôn, thì một tháng sau, Ủy ban Nhân dân huyện Sông Hình cấp sổ đỏ cho hộ bà Nguyễn Thị Tâm mà không có tên ông Phùng. Có sổ đỏ thì sau đó con dâu cũ đem bán căn nhà trên nên bà Soạn không đồng ý. Bà Soạn cho rằng, giấy cho tặng đất trong hồ sơ làm sổ đỏ cho hộ bà Tâm không đúng với giấy bà đã viết, cũng không phải chữ bà ký. Do vậy, bà phân Tố yêu cầu tòa hủy giấy cho đất giả, hủy sổ đỏ đã cấp cho bà Tâm và hủy hợp đồng chuyển nhượng giữa mẹ con bà Tâm với bà Trung. Còn bà Tâm nói rằng, khoảng năm 2006-2007, khi Ủy ban Nhân dân xã Ba yêu cầu cung cấp hồ sơ để làm sổ đỏ, thì bà đã nộp toàn bộ giấy tờ gốc nhưng sau đó xã làm thất lạc hồ sơ nên đề nghị bà làm lại tờ giấy cho tặng đất và bà ký tên bà soạn vào để đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Lúc đó mọi việc kiên ổn vì vợ chồng bà chưa ly hôn. Bà Tâm cũng đưa ra chứng cứ sau khi ly hôn, bà cùng ông Phùng và hai con lập biên bản hợp gia đình thống nhất để nhà đất này lại cho hai con là cháu H và cháu T toàn quyền sử dụng định đoạt. Ngày 28 tháng 10 năm 2016, hai con làm giấy ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã giao, bà Tâm toàn quyền định đoạt nhà đất này. Ông Phùng xác nhận biên bản hợp gia đình do ông ký, nhờ ông chị thống nhất cho nhà đất cho cháu T, nay cả T và H cùng ủy quyền cho bà Tâm bán nên ông không đồng ý. Chính vì những rắc rối trên mà việc mua nhà đất hợp pháp của vợ chồng ông bà Trung Hường rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Ông Phung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sông Hinh cho biết, qua kiểm tra hồ sơ được chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Sông Hinh cung cấp, thì Ủy ban Nhân dân huyện nhận thấy trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hậu bà Nguyễn Thị Tâm đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, ông Phung nói do bà Soạn có phản tố, do vậy quan điểm của huyện là vẫn phải chờ phán quyết của tòa án.